Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh được cho là chụp nam diễn viên Á Vương Mr. Lobel 2017 Thuận Nguyễn đang nằm ngủ thiếp đi trên nền đất với vẻ rất mệt mỏi, gương mặt tiều tụy hốc hác, thân hình da bọc xương và hai cánh tay gân guốc. Chưa rõ thực hư hình ảnh Thuận Nguyễn gầy trơ xương khiến nhiều fan của nam diễn viên người mẫu khá lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh. Bên cạnh đó, cũng không ít người phán đoán rất có thể anh ép cân để đóng phim. Trong loạt ảnh đăng tải gần đây, Á Vương Thuận Nguyễn trông gầy hơn so với trước nhưng vẫn giữ được nam tính, không đến nỗi gầy hốc hác như trong bức ảnh lan truyền. Nam diễn viên kim người mẫu sinh năm 1992 vốn được biết đến với hình ảnh nam thần nhờ gương mặt điển trai, body lực lưỡng sáu múi cùng chiều cao lý tưởng 1m88. Á Vương của cuộc thi Nam Vương Toàn cầu 2017 từng được ví là Kim Won Bin của Việt Nam. Thuận Nguyễn từng chia sẻ có thời điểm phải giảm 10kg để có thân hình lý tưởng. Ngoại hình hoàn hảo cộng với vẻ đẹp trai tựa nam thần giúp nam diễn viên bảy ngọt ngào gặp thuận lợi trong công việc nghệ thuật. Thuận Nguyễn thường xuyên góp mặt trong các game show và các dự án phim hài mạng, phim điện ảnh. Vẻ đẹp nam thần của Thuận Nguyễn còn từng khiến nhiều sao nữ mê mệt trên sóng truyền hình.